Xin chào các bạn, mình là Đàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay chiếc Philips S358. Thì cái máy này khách vừa mới mang đến chỗ mình để phá mật khẩu. Thì sau khi phá xong thì mình rít cái zoom stock chuẩn của nó ra luôn. Máy đã lên. Zoom gốc chuẩn, không có bị lỗi gì cả. Dùng để cứu máy bị brick này, treo logo này hay là diệt virus, ok. Philips S358 phiên bản Android 5.1. Zoom mình read bằng Infinity CM2. Chuẩn như zoom gốc. Các bạn có thể sử dụng flat tool hoặc là các bóc để áp đều ok. Bạn nào mà cần zoom thì link ở phía dưới nhé. Xin chào các bạn.